Chào các bạn. Mồ hôi tay có thể khiến bạn thấy ngần ngại trong giao tiếp hàng ngày và đôi lúc hơi bất tiện trong sinh hoạt khi phải lau tay liên tục. Làm sao để chữa mồ hôi tay khi bạn chẳng muốn đi bệnh viện hay sử dụng thuốc? Đổ mồ hôi tay quá nhiều thường do hoảng loạn, lo lắng, căng thẳng hay trầm cảm gây ra, nhưng có thể chỉ là di truyền. Dù nguyên nhân là gì thì bạn cũng nên đi khám và tìm cách chữa trị để bảo đảm sức khỏe và tự tin hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo những cách chữa trị mồ hôi tay tại nhà sau đây nhé. 1. Muối có thể trị bệnh da mồ hôi tay chân. Muối là một gia vị quen thuộc trong nhà bếp của mỗi gia đình. Ngoài công dụng trong nấu nướng, muối còn có tính khử trùng, làm khô da, diệt khuẩn và làm sạch rất tốt. Dùng muối để trị bệnh da mồ hôi tay là cách trị nhân gian được nhiều người áp dụng. Muối có thể giúp hạn chế việc da mồ hôi và giúp tay hay chân của bạn luôn khô thoáng, sạch sẽ. Phương pháp ngâm tay chân với nước muối. Bạn dùng muối hòa tan với nước ấm, sau đó ngâm ngập bàn tay và bàn chân vào nước đó. Thực hiện mỗi ngày một lần trước khi đi ngủ thì mồ hôi tay chân của bạn sẽ được hạn chế đáng kể. Đây là phương pháp trị da mồ hôi tay chân với muối rất đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Dùng muối rang. Để thực hiện cách này, bạn rang muối hạt trên chảo nóng cho đến khi có màu hơi vàng là được. Sau đó, gói muối trong một tấm vải sạch rồi đem chườm lên tay hoặc chân. Lưu ý, nên thử nhiệt độ trước khi đặt vào tay chân để tránh bị bỏng. Thực hiện mỗi ngày là bệnh mồ hôi tay chân của bạn sẽ dần dần khỏi. Phương pháp dùng nước muối gừng. Đun sôi khoảng 2 lít nước, sau đó cho một củ gừng và 300g muối vào nồi, tắt bếp rồi đổ nước ra thau, đợi nước giảm nhiệt độ đến khi nước ấm còn khoảng 40 độ thì cho tay và chân vào ngâm từ 15 đến 20 phút. Gừng và muối sẽ giúp ngừa mồ hôi và giảm đáng kể mùi hôi ở tay chân. Áp dụng một thời gian, bạn sẽ thấy tình trạng da mồ hôi tay chân của mình sẽ giảm đi đáng kể. 2. Dùng phấn rôm trẻ em. Phấn rôm có rất nhiều công dụng và cũng là một cách đơn giản và hiệu quả để khắc phục tình trạng tay nhiều mồ hôi. Loại phấn này có chức năng kiềm dầu, hút ẩm và khử mùi. Bạn hãy rắc một ít phấn ra tay và xoa đều nhẹ nhàng mỗi khi thấy tay mình ướt. Để tiện dùng hơn, bạn có thể mang theo một chai phấn rôm nhỏ trong ba lô hay túi xách để có sẵn khi cần dùng. 3. Dùng giấm táo. Giấm táo có khả năng cân bằng độ pH trong cơ thể và từ đó làm giảm lượng mồ hôi trên tay. Giấm táo cũng có thể sẽ làm se lỗ chân lông để hạn chế dầu thừa trên tay. Khi mua, bạn hãy chọn giấm táo hữu cơ có màu vàng cam hơn và vị chua hơn giấm táo thường. Loại giấm này thường được sản xuất thủ công, nguyên chất hơn nên thường đắt hơn. Bạn có thể áp dụng một trong những cách sau. Lau tay bằng khăn giấy đã nhúng vào giấm táo hữu cơ 2 lần trong ngày. Trộn giấm táo hữu cơ với nước theo tỷ lệ 1:1 và để ngâm tay trong 5 phút. Bạn hãy rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi ngâm. Trộn khoảng 10ml giấm táo hữu cơ với nước ấm và một ít mật ong để uống. 3. Dùng trà xô thơm. Xô thơm là một loại thảo dược có khả năng se nhỏ lỗ chân lông nên có thể giúp bạn làm giảm lượng dầu và mồ hôi trên da. Vitamin B và magie trong lá cũng góp phần kiềm hoạt động của tuyến mồ hôi. Ngoài ra, lá xô thơm còn giúp khử mùi mồ hôi. Bạn có thể thử các cách dùng lá xô thơm để chữa mồ hôi tay như sau. Ngâm 2 túi trà xô thơm vào nước nóng trong 15 phút. Bạn hãy ngâm tay trong nước trà 30 phút và 2 lần mỗi ngày. Bỏ lá xô thơm khô vào một túi vải nhỏ. Khi cầm túi này trên tay, lá xô thơm sẽ giúp hút mồ hôi. Bạn hãy bỏ túi lá xô thơm này vào túi để có thể mang theo bên mình mọi lúc và dùng khi cần. Uống trà xô thơm mỗi ngày để giảm mồ hôi tay. 5. Dùng trà đen. Túi trà đen bạn hay uống cũng có thể khắc phục mồ hôi tay. Trong trà có axit tannic giúp ngăn mồ hôi và se nhỏ lỗ chân lông. Tuyến mồ hôi của bạn sẽ hoạt động ít hơn và tay bạn sẽ khô ráo hơn. Bạn có thể thử hai cách dùng trà xanh như sau.
làm ẩm các túi trà đen và đặt vào tay trong vài phút mỗi ngày. Bạn cũng có thể dùng những túi trà ẩm này để lau tay khi cần. Pha 3 đến 4 túi trà đen với nước nóng trong 5 phút. Bạn hãy dùng nước trà này ngâm tay trong 30 phút. 6. Dùng baking soda. Bột baking soda khá rẻ nhưng chữa mồ hôi tay rất nhanh. Bột có thể ngăn mồ hôi, khử mùi và hút ẩm rất tốt. Có hai cách sử dụng baking soda. Trộn khoảng 30 đến 40 g baking soda vào nước ấm. Bạn hãy ngâm tay vào dung dịch này trong 10 phút mỗi ngày. Trộn baking soda và bột ngô theo tỷ lệ 1:1 và rắc lên tay khi tay ra quá nhiều mồ hôi. 7. Dùng nước cây phỉ. Nước cây phỉ vừa ngăn mồ hôi vừa thu nhỏ lỗ chân lông nên sẽ giúp bạn làm giảm lượng mồ hôi trên tay. Bạn hãy lấy bông gòn thấm nước cây phỉ để lau tay 2 đến 3 lần mỗi ngày hoặc bất cứ khi nào bạn cần lau tay. 8. Dùng nước cà chua. Cà chua có thể giúp bạn kiểm soát mồ hôi tay nhờ khả năng làm mát cơ thể và se lỗ chân lông. Bạn có thể dùng cà chua ngoài da hoặc uống nước cà chua. Trà sát một lát cà chua hay nước cà chua lên tay, sau 15 phút bạn hãy rửa tay với nước mát. Bạn có thể áp dụng cách này 1 đến 2 lần mỗi ngày. Uống 1 đến 2 ly nước cà chua mỗi ngày để cơ thể mát hơn và ít tiết mồ hôi. 9. Tránh căng thẳng. Một số người bị mồ hôi tay do căng thẳng hay lo lắng. Nếu bạn nằm trong những trường hợp này, bạn hãy khắc phục bằng cách tránh căng thẳng và chữa các bệnh lý có thể gây ra mồ hôi tay. Một số cách thư giãn giảm căng thẳng bạn có thể thử tập là yoga, thiền, tập thở sâu, nghe nhạc, v.v. Khi bạn kiểm soát stress, các tuyến mồ hôi sẽ ít hoạt động hơn. 10. Chọn lọc thức ăn. Những món bạn ăn có thể gây mồ hôi tay. Bạn hãy kiểm tra thực đơn của mình trước khi áp dụng các cách chữa mồ hôi tay khác. Thức ăn cay có thể kích thích tuyến mồ hôi hoạt động. Các món chứa hành tây, tỏi và thức ăn chế biến sẵn có nhiều calo và muối cũng có thể làm bạn đổ mồ hôi tay nhiều hơn. Ngoài ra, bạn nên tránh các thức uống có chứa caffeine nóng và thức uống có cồn. 11. Bổ sung magie và vitamin B. Một số thức ăn chứa nhiều magie và vitamin B có thể giúp bạn chữa đổ mồ hôi tay. Vitamin B giúp bạn kiểm soát nhiệt độ cơ thể, không để cơ thể quá nóng, làm các tuyến mồ hôi phải hoạt động nhiều. Bạn hãy ăn các loại thực phẩm nhiều vitamin B như thịt gia cầm, cá, ngũ cốc nguyên cám, trứng và rau xanh. Magie giúp kiểm soát hoạt động của tuyến mồ hôi nên có thể cải thiện tình trạng mồ hôi tay. Đôi khi đổ mồ hôi tay nhiều có thể là do triệu chứng của việc thiếu magie nên bạn hãy bổ sung chất này vào khẩu phần ăn của mình nhé. Các món chứa nhiều magie gồm hạnh nhân, bơ, chuối, các loại đậu, hạt bí, đậu phụ, sữa đậu nành, hạt điều, hạt hồ đào, ngũ cốc nguyên cám và rau xanh. Đổ mồ hôi tuy là một phản ứng bình thường, nhưng mồ hôi tay quá nhiều sẽ khiến bạn cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt. Ngoài các cách trên, bạn hãy nhớ uống đủ nước, rửa tay thường xuyên và dùng các sản phẩm ngăn mồ hôi để cải thiện tình hình. Bạn hãy nhớ đi khám nếu việc đổ mồ hôi tay ngày càng nặng và đi kèm thêm đau ngực hay buồn nôn. Những lưu ý giúp bạn chữa bệnh đổ mồ hôi tay hiệu quả hơn. Theo bác sĩ Dương Đình Phúc, chủ nhiệm khoa nội thần kinh Bệnh viện Quân y 354 Hà Nội, để việc điều trị bệnh da mồ hôi tay chân hiệu quả thì ngoài việc áp dụng những cách chữa bệnh nêu trên, cần phải lưu ý những điều sau. Hạn chế sử dụng các loại kem dưỡng da tay, chân quá nhờn. Hạn chế đeo găng tay, cho tay vào túi áo hoặc túi quần. Nếu cần thiết, hãy chọn loại không có ngón tay hoặc chất liệu mỏng, thoáng mát. Tránh đồ ăn cay, nhiều gia vị vì chúng làm cơ thể nóng hơn, kích thích da mồ hôi nhiều hơn. Hạn chế uống rượu, bia vì nó làm giãn mạch máu, tăng nhiệt độ cơ thể lên, làm cho cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Trên đây là những cách trị mồ hôi tay đơn giản và hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn cải thiện được tình trạng da nhiều mồ hôi tay, chân, lấy lại sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt.
Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.